Chào các em, cô là Nguyễn Thị Châu Loan, giáo viên địa lý trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Đống Đa. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong các chương trình ôn tập địa lý lớp 10. Bài học hôm nay được khởi động bằng trò chơi ô chữ gồm có 5 từ khóa. Các từ khóa này chính là phần còn thiếu được thể hiện bằng dấu 3 chấm trong các câu hỏi gợi ý tương ứng. Thời gian để tìm ra mỗi từ khóa là 10 giây. Các em hãy sẵn sàng cùng cô tìm kiếm từ khóa đầu tiên. Ô chữ số 1 gồm có 5 chữ cái. Sự biến động 3 chấm trên thế giới là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: sinh đẻ và tử vong. 10 giây bắt đầu. Theo các em, từ khóa gồm 5 chữ cái đầu tiên này là gì? Đó chính là dân số các em ạ. Sự biến động dân số trên thế giới là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: sinh đẻ và tử vong. Từ khóa thứ hai, ô chữ gồm 12 chữ cái. Đây là thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng. Theo các em, từ khóa gồm 12 chữ cái này là gì? Thước đo phản ánh trung thực đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng trên thế giới chính là gia tăng dân số các em ạ. Từ khóa này là gia tăng dân số. Ô chữ số 3 gồm 10 chữ cái. 3 chấm. Theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Từ khóa này gồm 10 chữ cái. Đó chính là cơ cấu dân số. Ô chữ thứ tư gồm 11 chữ cái. Đây là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội. Các em có thể thấy đó là một khái niệm. Từ khóa gồm 11 chữ cái. Đáp án chính là phân bố dân cư. Ô chữ cuối cùng gồm 8 chữ cái. Đây là một quá trình kinh tế xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. Đây là gì? Đáp án của chúng ta chính là đô thị hóa. Như vậy, các em đã cùng cô tìm ra 5 từ khóa trong ô chữ ngày hôm nay, đó là dân số, gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và đô thị hóa. Các từ khóa này cũng chính là những nội dung chính mà chúng ta sẽ ôn tập trong bài học ngày hôm nay. Mời các em bước vào chuyên đề địa lý dân cư. Trong chuyên đề ôn tập này, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu 4 nội dung chính. Ôn tập về dân số và sự gia tăng dân số. Thứ hai là cơ cấu dân số. Thứ ba là phân bố dân cư, đô thị hóa. Và thứ tư, thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới. Chúng ta sẽ lần lượt ôn tập từng nội dung và làm các bài tập tương ứng. Bài tập đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về dân số thế giới năm 2019 thông qua các câu hỏi ngắn. Câu hỏi số 1. Dân số thế giới năm 2019 là bao nhiêu? Đáp án chính là 7,7 tỷ người. Câu hỏi số 2. Hãy cho cô biết quốc gia nào đông dân nhất trên thế giới? Các em rất dễ dàng có thể trả lời đó chính là Trung Quốc. Câu hỏi thứ 3. Theo các em, năm 2019 có bao nhiêu quốc gia có số dân trên 100 triệu người? Có 14 quốc gia các em ạ. Và câu hỏi thứ tư là câu hỏi về Việt Nam. Năm 2019, dân số Việt Nam là bao nhiêu? Năm 2019, nước ta đã tiến hành tổng điều tra dân số và kết quả của cuộc tổng điều tra dân số này cho chúng ta biết dân số nước ta là 96,2 triệu người. Cô cung cấp thêm cho các em bảng số liệu 15 quốc gia đông dân nhất trên thế giới năm 2019.
Và từ bảng số liệu này các em có thể thấy dân số Trung Quốc năm 2019 là 1 tỷ 433,8 triệu người. Đây là quốc gia đông dân nhất thế giới. 14 quốc gia có số dân trên 100 triệu người lần lượt là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Liên bang Nga, Mexico, Nhật Bản, Ethiopia, Philippines và Ai Cập. Việt Nam với số dân 96,2 triệu người là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và xếp thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines. Bài tập số 1 đã giúp các em ôn lại những kiến thức cơ bản về tình hình dân số thế giới hiện nay. Chúng ta hãy cùng bước sang bài tập thứ 2. Bài tập 2, các em cần hoàn thành sơ đồ các thành phần của gia tăng dân số. Trên màn hình, cô cho sơ đồ gia tăng dân số. Từ sơ đồ này các em có thể thấy gia tăng dân số gồm hai bộ phận và mỗi bộ phận này lại bao gồm hai yếu tố. Các em hãy điền những thông tin tương ứng để hoàn thành sơ đồ này. Hãy cùng cô kiểm tra đáp án. Gia tăng dân số bao gồm hai bộ phận, đó là gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học. Gia tăng tự nhiên lại được quyết định bởi hai nhân tố chủ yếu đó là sinh đẻ và tử vong, còn gia tăng cơ học lại phụ thuộc vào xuất cư và nhập cư. Trong gia tăng dân số thì gia tăng dân số tự nhiên có ý nghĩa là nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng quyết định đến biến động dân số của một quốc gia và trên toàn thế giới. Vì vậy, nó được coi là động lực phát triển dân số. Còn gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung trên phạm vi toàn thế giới, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa quan trọng. Do gia tăng tự nhiên có ý nghĩa quyết định là động lực phát triển dân số thế giới, cho nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai nhân tố quyết định đến gia tăng dân số tự nhiên được thể hiện thông qua tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô. Hãy cùng ôn tập lại hai tỷ suất này thông qua các nội dung đó là khái niệm, tình hình và các nhân tố ảnh hưởng. Tỷ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm. Hiện nay, tỷ suất sinh thô toàn thế giới, các nước phát triển và các nước đang phát triển giảm nhanh. Tỷ suất sinh thô của nhóm nước phát triển thấp hơn nhóm nước đang phát triển. Về các nhân tố ảnh hưởng, tỷ suất sinh thô chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên sinh học, phong tục tập quán và tâm lý xã hội, trình độ phát triển kinh tế xã hội và chính sách dân số. Trong khi đó, tỷ suất tử thô đó là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm. Hiện nay, tỷ suất tử thô toàn thế giới có xu hướng giảm nhanh, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Ít có sự chênh lệch về tỷ suất tử thô giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Và nhóm nước phát triển có tỷ suất tử thô cao hơn nhóm nước đang phát triển. Tỷ suất tử thô thì chịu ảnh hưởng của các nhân tố đó là mức sống dân cư, trình độ phát triển y tế, khoa học kỹ thuật, thiên tai, chiến tranh. Như vậy, bài tập 2 giúp chúng ta ôn tập lại phần gia tăng dân số. Các em hãy vận dụng kiến thức của phần gia tăng dân số để trả lời bài tập 3 sau đây. Bài tập 3, cô cho bảng số liệu tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình hàng năm của thế giới và một số nước trong giai đoạn 2015-2019. Căn cứ vào bảng số liệu này, các em hãy nhận xét và giải thích tình hình gia tăng dân số tự nhiên của một số quốc gia trên thế giới. Bảng số liệu này có số liệu về toàn thế giới, các nước Niger, Angola, Nhật Bản, Hy Lạp, Việt Nam. Với các chỉ tiêu đó là tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên, đơn vị là phần trăm, tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô có cùng đơn vị là phần nghìn. Hãy nhận xét về tình hình gia tăng dân số tự nhiên của các quốc gia này. Hãy bắt đầu cùng cô. Nhìn vào bảng số liệu này, các em có thể thấy hai quốc gia đó là Niger và Angola có tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên cao. Lần lượt, Niger là 3,8% và Angola là 3,3%, cao hơn hơn 3 lần mức trung bình của toàn thế giới. Hai nước này cũng có tỷ suất sinh thô rất cao, đó là 46 phần nghìn và 41 phần nghìn. Tỷ suất tử thô của hai nước này thì thấp bằng với mức trung bình của toàn thế giới. Nguyên nhân đó là do Niger và Angola là các nước đang phát triển ở châu Phi có cơ cấu dân số trẻ. Vì vậy, các nước này đều có mức sinh cao. Mức sinh cao cùng với mức tử thấp làm cho gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước này cao. Thứ hai là Hy Lạp và Nhật Bản. Hai nước này có cùng tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm, dân số giảm, tỷ suất sinh thô thấp,
tỷ suất tử thô cao hơn mức trung bình của thế giới. Nguyên nhân đó là do Nhật Bản và Hy Lạp đều là các nước phát triển có cơ cấu dân số già, và do cơ cấu dân số già cho nên mức sinh của những nước này thấp cùng với mức tử cao hơn các nước đang phát triển. Vì vậy mà tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm do tỷ suất sinh thô thấp hơn tỷ suất tử thô. Tâm lý xã hội của những nước này cũng làm ảnh hưởng đến mức sinh. Còn về Việt Nam, Việt Nam có tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỷ suất sinh thô ở mức trung bình, tỷ suất tử thô thấp. Nguyên nhân là nước ta là nước đang phát triển và đã áp dụng chính sách dân số phù hợp với sự phát triển của đất nước. Những tiến bộ của y tế, văn hóa, giáo dục, cải thiện điều kiện sống đã làm cho nước ta có mức sinh giảm, mức tử thấp, từ đó làm cho tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta ở mức trung bình so với thế giới. Như vậy, các em vừa có thể phân tích được bảng số liệu về gia tăng dân số của một số nước trên thế giới ở bài tập 3. Chúng ta hãy cùng bước sang bài tập 4. Bài tập này, cô cung cấp cho các em hai tháp dân số năm 2017 của Hoa Kỳ và Nigeria với yêu cầu như sau. Hãy nhận xét tháp dân số của Hoa Kỳ và Nigeria năm 2017, từ đó tìm ra sự khác biệt về cơ cấu dân số theo giới và theo độ tuổi giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Chúng ta có thể thấy, cơ cấu dân số theo giới và cơ cấu dân số theo độ tuổi chính là hai cơ cấu quan trọng của cơ cấu sinh học. Và nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự khác biệt rõ về hai loại cơ cấu này. Chúng ta hãy cùng phân tích các tháp dân số để thấy rõ điều đó. Đầu tiên, từ tháp dân số của Hoa Kỳ, chúng ta có thể thấy tỷ lệ dân số nam và nữ theo các nhóm tuổi như sau. Từ nhóm 0, 4 tuổi đến nhóm trên 75 tuổi của Hoa Kỳ, ở cả nam và nữ thì chúng ta thấy có sự ổn định ở mức hơn 3%. Nhóm tuổi có tỷ lệ thấp nhất ở Hoa Kỳ là nhóm tuổi 70 đến 74 tuổi, có tỷ lệ nam là 1,8% và tỷ lệ nữ là 2,2%. Nhóm tuổi trên 75 tuổi lại cao hơn nhóm tuổi từ 70 đến 74 về tỷ lệ. Chúng ta có thể thấy Hoa Kỳ là một nước phát triển và có đặc điểm tháp dân số như sau. Đây là một tháp dân số ổn định, hẹp ở phần đáy, mở rộng hơn ở phần đỉnh. Từ đó thể hiện tỷ suất sinh thấp, tỷ suất tử thấp ở nhóm trẻ nhưng cao ở nhóm già, tuổi thọ trung bình cao, dân số ổn định cả về quy mô và cơ cấu. Và chúng ta có thể thấy Hoa Kỳ có cơ cấu dân số già với tỷ lệ nữ lớn hơn tỷ lệ nam. Còn Nigeria, các tỷ lệ dân số theo nhóm và theo giới tính của Nigeria có sự khác biệt rõ so với Hoa Kỳ. Nhóm tuổi từ 0 đến 4 tuổi chiếm tỷ lệ cao 8,2% đối với nam và 7,8% đối với nữ. Nhóm 5 đến 9, nhóm 10 đến 14 là nhóm tuổi dưới độ tuổi lao động cũng chiếm tỷ lệ cao. Càng lên các nhóm tuổi cao hơn thì tỷ lệ dân số cả nam và nữ đều giảm. Nhóm tuổi trên độ tuổi lao động của Nigeria rất thấp, dưới 1% đối với mỗi nhóm tuổi ở nam và nữ. Chúng ta có thể thấy Nigeria là nước đang phát triển với kiểu tháp dân số mở rộng, có đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoai thoải. Điều đó thể hiện Nigeria có tỷ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh. Nước này thì có cơ cấu dân số trẻ với dân số nam nhiều hơn dân số nữ. Từ việc phân tích tháp dân số của Hoa Kỳ và Nigeria năm 2017, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt về cơ cấu sinh học của nhóm nước phát triển và đang phát triển. Cụ thể, nhóm nước phát triển thì có cơ cấu dân số già với nữ nhiều hơn nam, còn nhóm nước đang phát triển lại có cơ cấu dân số trẻ, nam nhiều hơn nữ. Như vậy, chúng ta đã cùng ôn tập lại cơ cấu sinh học trong bài tập số 4. Hãy cùng chuyển sang bài tập số 5 với cơ cấu xã hội. Để tìm hiểu cơ cấu xã hội của dân số thì các em hãy cùng hoàn thành bảng kiến thức về cơ cấu dân số theo lao động và cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa, vận dụng những kiến thức mà các em đã được học về ý nghĩa và tình hình của hai loại cơ cấu này. Các em hãy điền nội dung tương ứng vào bảng kiến thức. Bảng kiến thức về cơ cấu dân số theo lao động và cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa với hai tiêu chí ý nghĩa và tình hình của hai loại cơ cấu này. Chúng ta sẽ cùng ôn tập như sau. Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động
và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế, phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trong từng giai đoạn. Trong khi đó, cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa lại là một tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia, phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư. Về tình hình thì hai loại cơ cấu này cũng có sự khác biệt giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển. Đối với cơ cấu dân số theo lao động thì các nước phát triển có tỷ lệ dân số hoạt động trong khu vực 2 và khu vực 3 cao, tỷ lệ dân số hoạt động trong khu vực 1 thấp. Trong khi đó, các nước đang phát triển có tỷ lệ dân số hoạt động trong khu vực 1 cao, tỷ lệ dân số hoạt động trong khu vực 2 và khu vực 3 còn thấp. Về cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa, thì các nước phát triển có tỷ lệ người dân biết chữ cao, từ 90 đến 100%, số năm đến trường khá cao, từ 10 đến 14 năm. Trong khi đó, các nước đang phát triển thì tỷ lệ người dân biết chữ thấp hơn, số năm đến trường chỉ dao động từ 3 đến 5 năm. Như vậy, chúng ta đã ôn tập lại được cơ cấu dân số về mặt sinh học và cơ cấu xã hội trong bài tập 4 và bài tập 5. Chúng ta hãy cùng chuyển sang nội dung phân bố dân cư trong bài tập 6 tiếp theo. Bài tập 6 gồm những câu hỏi trắc nghiệm. Hãy cùng trả lời câu hỏi đầu tiên. Phân bố dân cư trên một lãnh thổ nhất định phù hợp với những yếu tố nào? A. Điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội. B. Điều kiện tự nhiên và sự phân bố tài nguyên. C. Điều kiện phát triển kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật. Hay D. Sự phân bố nguồn nước và sự thuận lợi về giao thông. Các em có thể thấy nội dung này đã xuất hiện trong khái niệm của phân bố dân cư. Do vậy, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy đáp án của câu hỏi này chính là A. Phân bố dân cư trên một lãnh thổ nhất định phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội. Câu hỏi thứ 2. Phân bố dân cư có đặc điểm gì? A. Có thể sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác. B. Phân bố dân cư không đều giữa các khu vực trên thế giới. C. Phân bố dân cư có sự biến động theo thời gian. Hay D. Không đều trong không gian, biến động theo thời gian. Nội dung của câu hỏi này nói về đặc điểm của phân bố dân cư. Các em có thể thấy chỉ có đáp án D mới thể hiện được đầy đủ đặc điểm của phân bố dân cư. Đó là phân bố không đều trong không gian và có sự biến động theo thời gian. Câu hỏi thứ 3. Nhân tố nào có ảnh hưởng quyết định đến phân bố dân cư? A. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ. B. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế. C. Tính chất của nền kinh tế, chuyển cư, điều kiện tự nhiên. Hay D. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, điều kiện tự nhiên. Phân bố dân cư chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố. Trong đó, nhân tố quyết định chính là đáp án B, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế. Các nhân tố khác cũng có ảnh hưởng nhưng không quyết định đến sự phân bố dân cư. Câu hỏi thứ 4. Hiện nay, châu lục nào đông dân nhất? A. Châu Âu. B. Châu Mỹ. C. Châu Á. Hay D. Châu Phi. Các em có thể dễ dàng tìm ra đáp án của câu hỏi này chính là C. Châu Á, phải không nào? Châu Á chính là châu lục đông dân nhất với các cường quốc về dân số, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Câu hỏi thứ 5. Dân số tập trung đông đúc ở vùng A. Rừng rậm xích đạo Nam Mỹ. B. Đồng bằng châu Á gió mùa. C. Băng giá ven Bắc Băng Dương. Hay D. Hoang mạc ở châu Phi. Các em hãy vận dụng những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư và hiểu biết thực tế của mình để tìm ra đáp án của câu hỏi này. Đó chính là đồng bằng châu Á gió mùa, đáp án B phải không nào các em? Đáp án A, đáp án C, đáp án D, rừng rậm xích đạo Nam Mỹ, vùng băng giá ven Bắc Băng Dương và hoang mạc ở châu Phi đều là những nơi thưa dân ở trên thế giới. Như vậy, chúng ta đã cùng ôn lại những kiến thức về phần phân bố dân cư ở trong bài tập số 6. Hãy cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập 7. Trong bài tập này, cô cho các em bảng số liệu tỷ lệ dân cư thành thị và nông thôn thế giới thời kỳ 1950-2018, đơn vị là phần trăm. Thông qua bảng số liệu này, các em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số thế giới phân theo thành thị và nông thôn thời kỳ 1950-2018 và đưa ra những nhận xét. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xác định dạng biểu đồ phù hợp nhất để vẽ được bảng số liệu này.
Các em có thể thấy bảng số liệu gồm có 6 năm, từ năm 1950 đến 2018, cho biết về tỷ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới, với yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số thế giới phân theo thành thị và nông thôn trong thời kỳ tương ứng. Thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn một dạng biểu đồ, đó chính là biểu đồ miền. Đây là dạng biểu đồ thích hợp nhất. Các em hãy cùng vẽ dạng biểu đồ như gợi ý của cô. Biểu đồ miền gồm có hai phần, đó là tỷ lệ dân nông thôn và tỷ lệ dân thành thị với đầy đủ các yêu cầu. Thông qua biểu đồ này, chúng ta hãy cùng đưa ra những nhận xét. Đó là trong thời kỳ 1950-2018, cơ cấu dân số thế giới phân theo thành thị và nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ dân thành thị, giảm tỷ lệ dân nông thôn, cụ thể như sau. Tỷ lệ dân thành thị tăng liên tục từ 29,2% năm 1950 lên 55% năm 2018 và tăng 25,8 lần. Tỷ lệ dân nông thôn cũng có sự giảm đi tương ứng từ 70,8% xuống 45%. Và từ năm 2018, trong bảng số liệu này và từ biểu đồ này, chúng ta có thể thấy tỷ lệ dân thành thị đã lớn hơn tỷ lệ dân nông thôn. Như vậy, bài tập 7 đã cho chúng ta biết về đặc điểm quan trọng của đô thị hóa, đó là tỷ lệ dân thành thị tăng nhanh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiếp theo về đô thị hóa trong bài tập số 8. Trong bài tập này, cô yêu cầu các em sắp xếp các nội dung thể hiện ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường thành hai nhóm, ảnh hưởng tích cực và ảnh hưởng tiêu cực. Các nội dung đó chính là: thứ nhất, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; thứ hai, ô nhiễm môi trường đô thị; thứ ba, thiếu việc làm ở thành thị; thứ tư, thay đổi các quá trình sinh tử hôn nhân ở đô thị; thứ năm, nông thôn mất đi một phần lớn nhân lực; thứ sáu, thay đổi sự phân bố dân cư và lao động; thứ bảy, nghèo nàn, điều kiện sinh hoạt ngày càng thiếu thốn; và thứ tám, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Với 8 nội dung này, các em đã ôn lại được những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Bây giờ, các em hãy cùng sắp xếp vào ô tương ứng tích cực hay tiêu cực. Hãy cùng cô kiểm tra đáp án. Như vậy, những ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bao gồm 4 nội dung sau đây. Thứ nhất, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Thứ ba, thay đổi sự phân bố dân cư và lao động. Và thứ tư, thay đổi các quá trình sinh tử hôn nhân ở đô thị. Như vậy, chúng ta có thể thấy những ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến kinh tế, xã hội và môi trường là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu quá trình đô thị hóa không gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội, không gắn liền quá trình công nghiệp hóa thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như nông thôn mất đi một phần lớn nhân lực, trong khi đó lại gây ra tình trạng thiếu việc làm ở thành thị, tình trạng nghèo nàn và điều kiện sinh hoạt ngày càng thiếu thốn ở thành thị và vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị. Vì vậy, mỗi quốc gia cần phải tiến hành đô thị hóa cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia mình để phát huy tất cả những cái ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa. Hãy cùng cô chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập 9. Bài tập này chúng ta sẽ cùng thực hành phân tích lực đồ phân bố dân cư thế giới. Cô cung cấp cho các em lực đồ năm 2015. Thông qua lực đồ này, các em hãy hoàn thành hai nội dung sau đây. Thứ nhất, xác định các khu vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc trên thế giới. Thứ hai, giải thích tại sao lại có sự phân bố dân cư không đồng đều như vậy. Các em sẽ rèn luyện được kỹ năng phân tích lực đồ thông qua bài tập này. Và phần giải thích cũng giúp các em ôn lại được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới. Hãy cùng cô bắt đầu. Cô đưa ra cho các em những gợi ý. Đối với nội dung đầu tiên, xác định các khu vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc, cô gợi ý các khu vực thưa dân có mật độ dân số dưới 25 người trên 1 km vuông đối với lực đồ này, và khu vực dân cư đông đúc thì có mật độ dân số từ 250 người trên 1 km vuông trở lên. Từ đó các em nhận xét khái quát bức tranh phân bố dân cư thế giới. Phần giải thích nguyên nhân sự phân bố dân cư không đồng đều, các em vận dụng kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư. Các em hãy sử dụng những gợi ý của cô để phân tích lực đồ này, tìm ra những nội dung tương ứng. Hãy cùng cô kiểm tra kết quả. Đầu tiên, các khu vực thưa dân với mật độ dân số dưới 25 người trên 1 km vuông được thể qua lực đồ.
Thứ nhất, đó là vùng ven Bắc Băng Dương. Thứ hai, vùng núi Rocky của Hoa Kỳ. Thứ ba, vùng Amazon. Thứ tư, vùng hoang mạc Patagonia. Thứ năm là sa mạc Sahara. Thứ sáu là sa mạc Kalahari. Thứ bảy là vùng Aran và hoang mạc Karakum. Thứ tám là vùng hoang mạc Gobi. Thứ chín là vùng Tây Tạng. Và thứ mười là khu vực Australia. Về các khu vực đông dân trên thế giới với mật độ dân số từ 250 người trên 1 km vuông. Thứ nhất đó chính là khu vực Đông Á với phía đông Trung Quốc, khu vực Hàn Quốc, Nhật Bản. Thứ hai là khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thứ ba là khu vực Nam Á. Thứ tư là khu vực Tây, Nam và Đông Âu. Thứ năm là khu vực Nigeria. Thứ sáu là khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ. Thông qua việc xác định các khu vực đông dân và thừa dân trên thế giới, chúng ta sẽ xác định được bức tranh phân bố dân cư thế giới với những nét khái quát như sau. Thứ nhất, đại bộ phận dân cư trú ở bán cầu Bắc. Thứ hai, đại bộ phận dân cư tập trung ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Vậy những nguyên nhân nào làm cho thế giới có bức tranh phân bố dân cư như vậy? Chúng ta hãy cùng sang phần 2 nhỏ giải thích. Sự phân bố dân cư trên thế giới là do tác động tổng hợp của nhiều yếu tố. Đó chính là các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế xã hội. Trong các nhân tố tự nhiên, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phân bố dân cư là khí hậu, nguồn nước, địa hình và đất đai, khoáng sản. Còn các nhân tố kinh tế xã hội lần lượt là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế, lịch sử khai thác lãnh thổ và chuyển cư. Trong đó thì các nhân tố kinh tế xã hội mà cụ thể là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế có ý nghĩa quyết định. Cụ thể tác động của các nhóm nhân tố này như sau. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng như sau. Dân cư thì thường tập trung đông ở những nơi có khí hậu ôn hòa, ấm áp như vùng ôn đới và nhiệt đới, phù hợp với sức khỏe của con người, và thưa thớt ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt như nóng quá ở các vùng hoang mạc, hay lạnh quá ở vùng cực như vùng ven Bắc Băng Dương, hay mưa nhiều quá như rừng rậm xích đạo Amazon. Thứ hai, nguồn nước dồi dào cũng là nơi thu hút dân cư, đó là các khu vực lưu vực con sông như Trường Giang, Hoàng Hà, lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long. Thứ ba, vùng đồng bằng có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ thì dân cư đông đúc, trong khi đó vùng núi cao thì dân cư thưa thớt. Và thứ tư, tài nguyên khoáng sản cũng có ý nghĩa nhất định ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. Về nhóm nhân tố thứ hai, nhóm nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng như sau. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất làm thay đổi bức tranh phân bố dân cư. Hiện nay thì dân cư đã xuất hiện đông đúc ở một số nơi do có sự phát triển của lực lượng sản xuất, ví dụ như khu vực hoang mạc ở Tây Á. Thứ hai, tính chất của nền kinh tế, sự khác biệt về sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp có ảnh hưởng sự phân bố dân cư. Dân cư thì thường tập trung đông đúc ở khu vực công nghiệp. Và trong từng ngành thì tính chất khác nhau cũng có ảnh hưởng đến sự tập trung dân cư. Ví dụ như trong nông nghiệp thì những vùng trồng lúa nước cần nguồn lao động lớn cho nên có dân cư đông đúc. Thứ ba, về lịch sử khai thác lãnh thổ. Những khu vực có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời có dân cư đông đúc hơn những khu vực mới khai thác. Vì vậy, dân cư tập trung đông đúc ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Thứ tư, chuyển cư có tác động đến sự phân bố dân cư. Những khu vực như là Bắc Mỹ, Nam Mỹ hay Australia có mật độ dân số tăng lên, chủ yếu là do chuyển cư. Với 9 bài tập vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em ôn tập lại phần địa lý dân cư. Các em có thể tự ôn tập thêm ở nhà thông qua những hướng dẫn sau đây. Các em có thể tóm tắt lại nội dung của chuyên đề địa lý dân cư với 3 nội dung lớn về mặt lý thuyết, đó là dân số và sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và đô thị hóa. Ngoài ra, các em hãy thực hành các kỹ năng phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ, phân tích lược đồ, bản đồ. Các em cũng có thể sơ đồ hóa hay hoàn thành các sơ đồ tư duy để tự học phần địa lý dân cư này. Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt và tiếp tục đón nhận các bài giảng tiếp theo trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các em.